Xin chào các anh chị và các bạn, hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 34 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn Chủ đề của cái phần 31 này là Diên của ba sử di xuê lò rỉnh giá khô duyên vô ý cơ cung tiền Diên của ba sử di xuê lò rỉnh giá khâu duyên vô ý cơ cung tiền Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu xem cái tựa đề này nghĩa là gì nhé Diên <laughs> của là ở Anh Quốc ở Anh Quốc, ở nước Anh đó ba sữa y suy lò rỉnh gia lò rỉnh giá tức là lò rỉnh hay là cụ già cụ già 81 tuổi khô duyên là ở đằng sau vườn đằng sau cái vườn nhà của mấy đó dù ý cơ cung tiên có một cái cung điện có một cái cung điện hay một cái lâu đài gì đó rồi viên của ba sữa y suy lò rỉnh giá khô duyên dù ý cơ cung điện. Sau đây mình sẽ đọc một lần cho các anh chị và các bạn nghe trước, sau đó rồi mình sẽ giải thích ý nghĩa nha. Charles Poole, xứ Anh Quốc, niên 81 tuổi, Poon chuẩn bị tại nhà của họ viện, xây một cái tân phòng trợ. Cái phòng trợ đó thời hậu, nhân môn thấy dưới có một cái rất tốt công điện. Nhân môn đều rất cao hứng. 亨说：“他很高兴，他家地下有一个宫殿，但是他不能在这里盖他的新房子了，可能还要搬走。这让他不太高兴，因为他在这里已经住了几十年了。” À, vừa rồi mọi người có nghe nhiều không ạ? Sau đây thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết nha. Charles Paul, sư viên của rệt à, ông à, Charles Paul này là người Anh, viên của Rịn. Chín nền ba tuổi y xuê. Năm nay 81 tuổi, chín nền ba tuổi Paul chuẩn bị trai tha gia tờ hô duyên. Ông ấy chuẩn bị ở phía sau của nhà mình trai tha gia tờ hô duyên đằng sau vườn hô duyên là cái vườn ở phía sau nhà cái là xây cái gì cơ xin phản trừ là xây một căn nhà mới cái phản trừ là xây nhà hoặc là cất nhà từ cái là từ của khẩu ngữ thì mình có thể là dịch là cất một căn nhà mới cái gì cơ xin phản trừ cái phản trừ tờ hồ cái phản trừ tờ sử hồ khi khi mà cất nhà tức là khi xây nhà, dân minh khan to mọi người nhìn thấy tia xa dù dĩ cơ hỉnh lò tôi <laughs> cung tiền tia xa là bên dưới mặt đất bên dưới đất dù dĩ cơ có một cái cái gì nào hỉnh lò tôi cung tiền có một cái cung điện rất là cổ lò đây là cổ xưa rất xưa dân minh tôi phải sẵn cao xiêm mọi người đều cực kỳ vui mừng rồi mình tôi phải sẵn cao xiên Phôn số ông Phôn đã nói Thá hình cao xiên ông ấy rất vui Thá cha ti xa ở dưới đất của nhà mình, nhà ông ấy á Dù dĩ cơ cung tiên có một cái cung điện Ông ấy rất vui vì dưới nhà của ông có một cái cung điện Tan sơ Thá bố nẫn chai lì cái Thá tờ xin phản giờ nhưng mà ông ấy không thể ở đây Ừ. Ủa nâng chai trơ lì không thể ở đây cái thá thầy xin phản giờ là xây cái căn nhà mới của ông. Thì mình dịch là nhưng ông không thể xây cái căn nhà mới của ông ở đây. Khờ nâng hãy giao bánh sổ có thể còn phải hãy giao là còn phải bánh sổ là dọn đi nếu như nó là một cái di tích gì đó quan trọng thì là phải dọn đi. Trơ răng thá của thai cao xiên Trơ răng thá của thai cao xiên Điều này khiến cho ông ấy thai tha cao sinh là không vui lắm Yên quê là bởi vì Tha trai trơ lị Ông ấy ở đây gì chiên tru y chiên tru là đã sống Thì mình dịch là bởi vì ông ấy đã sống ở đây Chị sử nẻn là, là mấy chục năm rồi Chị sử nẻn là Thì đó là cái nội dung của bài Đó là nội dung của bài Sau đây Xin mời mọi người đọc theo mình một lần nha Charles Paul Sir Yên của Rỉnh 今年八十一岁，坡准备在他家的后院盖一个新房子。盖房子的时候，人们看到地下有一个很老的宫殿。 人们都非常高兴。通说，他很高兴，他家地下有一个宫殿，但是他不能在这里盖他的新房子了。 可能还要搬走，这让他不太高兴，因为他在这里已经住了几十年了、嗯。bài này cũng tương đối dễ phải không à? À, bây giờ mời mọi người nghe mình đọc một lần, đọc nhanh một lần để xem là mọi người đã nắm hết được cái ý nghĩa của nó chưa nhé. Charles Paul, sư người Anh, rảnh, chín hẹn ba sư y Paul chuẩn bị tại nhà của tờ Hồ Yên, một cái xin phán trở cái phán chờ tại sư hồ, rảnh mình khăn đo tì xa, dù ý cơ, hẳn lọ tờ cung 人们都非常高兴。亨说：“他很高兴，他家地下有一个宫殿，但是他不能在这里盖他的新房子了，可能还要搬走，这让他不太高兴，因为他在这里已经住了。” chỉ xử nén là và đến đây thì mình kết thúc phần 34 của chương trình học tiếng hoa qua những bài văn ngắn à, chúc mọi người học thật vui và vẫn nhắc thêm tức là mọi người hãy à, học từ cho kỹ rồi sau đó rồi chúng ta vào bài chúng ta nghe đi nghe lại nhiều lần rồi mình tự kể cho bạn bè nghe nếu không có học ai học chung với mình thì ngồi đối diện với gương và kể cũng được khi nào mình kể thật là lưu loát kể chỉ trong vòng một một hai phút gì đó thôi, à, không có bị vắt rồi này nọ thì xem như là ổn.